Vâng, hai ô đô, xin chào tất cả các bác. Hiện tại bên em đã tiếp tục về được một lô loa bãi của Pioneer, dòng loa F850. Đây là một trong những phiên bản loa về khá là khó và dép cuối năm rồi. Cuối năm thì bên em mới về được một lô để đưa lên giới thiệu quảng cáo cho tất cả các bác. Và cái dòng loa này thì trên thị trường giá khá là đắt. Giá trên thị trường thì những cái cặp loa F850 này thì sẽ không dưới 3 triệu rưỡi nhá, không dưới 3 triệu rưỡi cho mỗi model F850. Nhưng đặc biệt lô đầu tiên về thì bên em sẽ giảm giá gần như là sập sàn, chỉ còn 3 triệu 100 nghìn đồng cho mỗi cặp F850. Dòng này thì cực kỳ là đẹp luôn. Cái bản này thì được sử dụng với một bát 30 này, một giải chung và hai chép. Dòng này thì phiên bản này thì bác hát karaoke hay là nghe nhạc tại nhà thì chất âm của nó cho ra cực kỳ là nét luôn, nghe rất là hay. Vân gỗ tự nhiên này, Pioneer. Đây là một trong những cái điểm mà các bác có thể phân biệt những cái dòng Pioneer trên thị trường nhá, là cái logo của nó khi có những cái ánh đèn dọi vào ấy thì nó sẽ ánh 7 màu lên khá là đẹp. Một bát 30, một chung và hai chép F850. Và phần thông số đằng sau của loa, về phần đằng sau của loa thì nó sẽ có một lỗ thông hơi. Trong lỗ thông hơi thì nó sẽ có cái vách ngăn này, cái này gọi là cái chống chuột đây, khá là an toàn và đảm bảo khi các bác sử dụng tại gia đình. Về phần thông số của loa, model F850 và công suất hai loa của nó là 700W, công suất vào là 200W, con này chạy 8 ohm nhá. Toàn bộ thông tin và thông số của loa thì đều có hiển thị hết ở phần đằng sau. Những đường vào thì nó bằng giắc bấm, khá là nét đúng không ạ? Những cái bản loa F850 dòng loa bãi, hàng này là hàng mới 95-97%, nói chung là trên 90% nhá. Từ trước đến giờ những cái sản phẩm, những cặp loa bãi tại Hoàng Hà thì bên em đã chọn về khá là kỹ, lô nào về cũng được tuyển chọn qua rất là nhiều khâu, nên những cái sản phẩm nào cũng cực kỳ là đẹp, tất cả sản phẩm cực kỳ là đẹp. Và tất cả những sản phẩm bãi của Hoàng Hà thì bên em luôn luôn cam kết hàng bao zin nhá, tất cả sản phẩm hàng bao zin. Và khi các bác và anh em đặt hàng, khi nhận hàng thì được kiểm tra và test hàng trước khi thanh toán. Các bác cứ kiểm tra đúng hàng, đúng chất lượng thì các bác nhận hàng thôi. E-căng của con này thì khá là có tháo. Đây bên kia thì tháo sẵn một tấm E-căng rồi. E-căng thì nó sẽ bảo vệ bát chung và chép ổn định hơn, tránh khỏi nhà có trẻ em ấy thì em nhỏ, tránh cái tình trạng em nhỏ sẽ chọc vào những phần bát chung chép này gây ảnh hưởng, gây tổn hại loa. 3 triệu 100 nghìn đồng nhá, giá trên thị trường không dưới 3 triệu rưỡi cho mỗi cặp F850. Nhưng đặc biệt lô đầu tiên và cũng là lô mới nhất tại Hoàng Hà, bên em giảm giá gần như là rất là sâu rồi, chỉ còn 3 triệu 1. Bác nào quan tâm muốn đặt hàng hay là muốn tìm hiểu tham khảo về những cái dòng loa, những cái mẫu loa mới này, những cái dòng loa bãi siêu lướt này thì có thể liên hệ trực tiếp qua Hoàng Hà Auto qua Zalo số điện thoại 0967 345 155 để có thể đặt hàng. Rất là đẹp đúng không ạ? Cực kỳ là nét luôn. Bạn nào quan tâm thì liên hệ ngay nhá, 0967 345 155. Bây giờ thì xin mời toàn thể các anh em cùng thưởng thức qua một chút chất âm của phiên bản F850 dòng loa Pioneer. Thank you.
nào quan tâm muốn đặt hàng thì liên hệ ngay đến Hoàng Hải Auto qua Zalo số điện thoại 0967 345 155 để đặt hàng nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác trong những video lần sau, video tiếp theo của Hoàng Hải Auto.